Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Hiện nay, người Việt ở hải ngoại và những người tranh đấu ở trong nước, chúng ta thêm một lần siết chặt mối đoàn kết để thực hiện một lúc hai mục tiêu lớn, đó là tranh đấu vì chủ quyền Biển Đông và nhân quyền cho người Việt. Nhưng mà vấn đề khẩn thiết hơn hết đó là tình trạng nguy ngập của những tù nhân lương tâm. Và cụ thể, vừa qua chúng ta cũng đã đề cập về trường hợp của chị Mai Thị Dung, một tín đồ hòa hảo, thuần thành, đang ở trong tình trạng nguy kịch do những bệnh mãn tính đến hồi trầm trọng, nhưng lại không được các cán bộ nhà giam cho phép gia đình để chữa trị. Trường hợp của chị Mai Thị Dung không phải là một trường hợp của một cá nhân riêng biệt, mà đó là một điển hình chung của sự bách hại tôn giáo ở Việt Nam. Mà nói riêng về đạo Hòa Hào, đó là đối tượng hàng đầu cần phải đánh phá của chủ trương Đảng và nhà nước Cộng sản. Chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc tiếp chuyện của chúng tôi với ông Lê Minh Triết. Ông là một tín đồ hòa hảo đấu tranh cho tự do tôn giáo. Và Kim Nhung xin được phép phỏng vấn qua đường line điện thoại. Kim Nhung xin hân hạnh kính chào ông Lê Minh Triết. Và xin cảm ơn ông đã bỏ chút ít thời gian để tham dự chương trình. Xin ông ngỏ lời chào đến quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Dạ, tôi là Lê Minh Triết. Xin kính chào cô và kính chào quý bà con, cũng như là quý vị có theo dõi chương trình này. Dạ, xin giả lời chào. Dạ vâng. Thưa với ông, câu hỏi đầu tiên thì Kim Nhung xin ông cho biết về cái quá trình hoạt động trước năm 1975 ở trong lĩnh vực tôn giáo, xã hội mà vấn đề Phật giáo Hòa Hào đã hàng chủ trương ở nơi vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là địa bàn khai sinh tôn giáo của quần chúng miền Nam. Kính mời ông. Dạ. Trước năm 1975 ấy, thì tôn giáo Hòa Hảo, tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo được hoạt động một cách tự do. Bây giờ thì cái hình bóng của tự do đó không có thể, nếu những người bây giờ mà nói là cái hình bóng của tự do trong cái lúc mà thời kỳ trước năm 1975 thì có thể là không thể thấy được. Nhưng mà sự thật mà nói đó thì lúc đó nó hoàn toàn là tự do, cho nên những cái người mà hoạt động về vấn đề tôn giáo thì không bao giờ bị ràng buộc với bất cứ một hình thức nào về pháp luật. Thì lúc đó tôi là một giảng viên và truyền bá giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, tức là nằm trong ngành phổ thông giáo lý đó. Chúng tôi cũng có đi giảng bài, có đi tiếp những khóa học, mở mấy khóa học đạo nhân dân, làm cái công tác đó rất là trôi chảy và không bị bất cứ một cái luật pháp nào của nhà nước trong thời đệ nhị Cộng Hòa ràng buộc tôn giáo phải như thế này phải như thế kia. Và cái vấn đề hoạt động đó thì cũng không có ranh giới, không có một cái khu vực nào mà Phật giáo Hòa Hảo không đến đó để hoạt động được trước năm 75 là như thế. Yeah. Vâng, như vậy là trước năm 75 thì cái hoạt động của tôn giáo nói chung cũng như là về Phật giáo Hòa Hào nói riêng là chúng ta có thể đi rộng ra cả nước nhưng mà không có bị một cái sự cấm cản nào hết. Nhưng mà Kim Nhung biết là sau năm 1975 thì Cộng sản Việt Nam họ đã giải tán tổ chức Phật giáo Hòa Hào, nhưng mà ông là một trong những người vẫn tiếp tục hoạt động âm thầm để mà dạy phổ thông giáo lý. Như vậy có phải các hoạt động này mà ông đã chịu cái án tù là 8 năm từ năm 1994. Như vậy ông có thể nói lại cái hoạt động của ông sau năm 1975 thưa ông? Dạ, dạ. Như quý vị biết, khi mà một tôn giáo được hoạt động với tính cách tự do thì Phật giáo Hòa Hảo hồi xưa có thành lập ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tức là từ trung ương đến hạ tầng cơ sở. Và trong giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã có xây dựng rất nhiều chùa, cơ sở hội quán, tập giảng đường và tất cả những tu viện, những thiền viện. Nhưng mà sau 1975, nhà nước Cộng sản đã lên nắm chính quyền thì họ đã giải tán hoàn toàn cái ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cũng như hầu hết tất cả các cơ sở tài sản của Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên chúng tôi cố gắng để mà đấu tranh, kêu gọi
tất cả cộng đồng người Việt hải ngoại ủng hộ chúng tôi để mà đấu tranh tiền lương dai dẳng cho đến khi 1999 thì với sự cái sức ép của cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như những cái tổ chức cái chính phủ những chính phủ phương Tây đã ủng hộ cho nên nhà nước Việt Nam không còn cách nào, không còn đường nào để mà chối bỏ cái sự thật của Phật giáo Hòa Hảo. Sau cùng họ mới thành lập ra một cái ban trị sự, mà ở đây thường thường chúng tôi gọi là ban trị sự quốc dân, tức là ban trị sự đó là những người đứng đầu ở trong ban trị sự là chẳng hạn như Bùi Tôn là năm Vương Bấy Tử Đảng, rồi ông Bùi Tôn đó, ông Nguyễn Tôn đã qua đời rồi, thì bây giờ cái người cái vị mà phó của ông Nguyễn Tôn đó, tức là ông Nguyễn Tấn Đạt, thì bây giờ đã lên hội trưởng. Nhưng mà những người đó hoàn toàn là họ là từ cái bên chính quyền chứ không phải là người chỉ trong đạo giáo Hòa Hảo. Và khi mà họ đã tưởng tượng rằng Phật giáo Hòa Hảo mà được tái phục hoạt như thế đó thì tưởng tượng là có một điều rất tốt cho Phật giáo Hòa Hảo, nhưng không, không phải là không phải mang đến cho Phật giáo Hòa Hảo một điều tốt kẹt, là vì họ chỉ làm thành lập cái ban trị sự đó giống như là cái bình phong để che đậy tất cả những cái sự lỗi lầm của họ, cái sự gian trá của họ, là vì khi mà cho thực hiện đó, thì tất cả các cơ sở thờ tự của Phật giáo Hòa Hảo không trả, cho đến bây giờ cũng chưa trả là cái món nào cho Phật giáo Hòa Hảo. Và đồng thời giáo lý Phật giáo Hòa Hảo bị họ ra cái huy chương, họ cắt xén giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, họ chấp nhận cái phần sám giảng giáo lý mà không chấp nhận cái phần khi gian giáo lý. Đồng thời trong Phật giáo Hòa Hảo có ba ngày đại lễ, một là ngày đản sinh Đức Mừng Nghĩa Chủ 25 tháng 11, hai là đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo là 18 tháng 5, ba là ngày đại lễ Đức Thầy Thọ Nạn. Thì hai cái lễ, một là lễ đản sanh, hai là lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì họ cho hoạt động, tức là họ cho tổ chức. Còn đặc biệt là cái lễ của 25 tháng 2, tức là cái lễ Đức Thầy Thọ Nạn, thì họ chẳng những không cho tổ chức mà họ còn rất là nghiêm cấm. Trong những ngày đó họ thả công an đi khắp nơi, nhất là những cái chỗ nào mà họ đáng nghi đó thì họ sẽ đặc biệt theo dõi để có nhất cử nhất động gì trong cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà có hơi cái ngoài tổ chức là họ sẽ đến để họ bắt tới. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng mặc dù họ đã cho hai cái ngày lễ Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà cũng là dưới tư cách của ban trị sự họ ra thăm bạch thì họ giải tầm cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là phải làm nằm trọn trong cái dòng pháp lý của nhà nước. Cái thật ra đó, nói rằng tự do tôn giáo là tự do tổ chức trong như hai cái nhà lễ đạo đó, hoàn toàn là nó không được tự do lắm. Và cũng có một số người, những người mà thường đấu tranh đòi hỏi về quyền tự do tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo đó, thì họ trong những bài đó thì họ bao viên tại nhà, tức là họ không cho người đó bằng chứng như tôi. Từ ngày ra tù năm 2002 cho đến giờ thì chưa có một năm nào, chưa có một lễ nào tôi được đi qua mình dự trong cái lễ Phật giáo Hòa Hảo ở tại một cổ đình Phật giáo Hòa Hảo. Trong khi đó thì về cái khoảng không gian á, thì từ tôi mà qua tới bên tổ đình chỉ cách nhau con sông thôi, cách nhau con sông thôi mà họ cũng không cho mình đi đó. Nói tóm lại là mặc dù 1999 nhà nước Cộng sản Việt Nam có thành lập cái ban trị sự riêng mà cũng là ban trị sự quốc dân, và họ che giấu những cái gì để cho Liên Hợp Quốc cũng như các cái nước chính phủ phương Tây nhìn nhận là Phật giáo Hòa Hảo có tự do tôn giáo, nhưng mà thật sự thì không có tự do tôn giáo.
sau năm 75 thì Cộng sản Việt Nam đã đàn áp. Ngoài cái vấn đề tịch thu tài sản hoặc là những cơ sở của Phật giáo Hòa Hảo, tới nay thì người ta cũng không có, chưa có trả lại. Thứ hai đó là họ cũng đã cắt xén những cái phần giáo lý. Và còn một cái mà Kim Nhung thấy đó là rất là phẫn nộ, đó là họ đã đàn áp những người mà sinh hoạt, vẫn còn sinh hoạt để mà dạy giáo lý, giống như ông là ông cũng đã sau năm 75 thì bởi vì cái vấn án tù từ 8 năm từ năm 1994 đó, thì bởi vì ông đã vẫn tiếp tục hoạt động. Và cái sự đàn áp đó, Kim Nhung được thấy một số những cái video clip rất là dã man. Thì ông có thể kể lại những cái sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam nói riêng đối với Phật giáo Hòa Hảo, thưa ông? Dạ. Như quý vị đã biết là khi nhà nước đó, họ đã có tổ chức cái ban điều dưỡng giáo hội của họ, thì họ dễ dàng tôn giáo. Họ giải dòng tôn giáo, cho nên những người hoạt động sinh hoạt về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà nằm ở ngoài cái dòng của họ dễ thì hoàn toàn là những người mà họ coi là tội phạm. Cho nên nhà nước Việt Nam hay dùng cái từ là ở Việt Nam không có tù tôn giáo mà có những người phạm pháp, nhưng mà thật ra đó thì đối với vấn đề tôn giáo họ vẽ cái vòng tròn, họ bắt làm theo đó. Chẳng hạn như bây giờ như Phật giáo Hòa Hảo đó là có 3 ngày đại lễ mà họ cho chỉ có 2 ngày, còn 1 ngày đó là cái ngày rất là thiêng liêng, bởi vì cái sự vắng mặt của Đức Quỳnh Gia Chủ thì bao nhiêu kiểu con tim của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hàng năm người ta không biết kỷ niệm đó. Thế mà tổ chức thì họ bắt tới rồi những cái đám đi thuyết trình giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, cũng như đi dự những cái đám cầu tuần, đi thăm những bạn bè đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì họ cũng khó dễ, họ thấy mình đi thì họ cứ nghĩ rằng là mình đi đó để hoạt động tôn giáo theo ý riêng của mình, cho nên chính để cho họ bắt tới. Chẳng hạn như cái chuyện xảy ra vừa rồi ở Đài Lắc giờ, trong khi 21 người của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nghe tin cái tình trạng ở tại nhà của cô Bùi Thị Kim Phượng đó, là chính quyền đến để bắt bớ rồi bắt người, rồi còn hấp tung cái bàn thờ, những cái nơi thờ tôn nghiêm đó, cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nghe tin đó, người ta mới thanh thành đến đó để mà chia sẻ những nỗi đau mất mát của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã bị nhà nước áp như thế. Nhưng mà đi giữa đường thì họ tổ chức như công an, rồi họ tổ chức những cái xã hội đen đó, họ đánh đập cách rất là dã man. Và sau cái trường hợp đó thì cái tổn thất của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cho đến bây giờ là vẫn còn 3 người nằm ở trong tù. Một là Bùi Thị Minh Hằng, hai là Nguyễn Văn Minh, ba là cái cô Mai Thị Dung. Dạ không, cái cô gì để tôi quên tên, ta tôi mình. Dạ. Bây giờ là trong cái vụ án của lớp giờ đó, ba người cũng ở tại đó. Còn chẳng hạn như tình trạng của Mai Thị Dung thì lâu nay Mai Thị Dung ở tù cũng rất lâu rồi, tính ra cũng là tới năm thứ 9, năm thứ 10 rồi chứ không phải là ít. Mai Thị Dung á là một người đấu tranh rất là kiên quyết để bảo vệ Phật giáo Hòa Hảo trước cái bàn tay là đàn áp của cộng sản. Cho nên nhiều lần Mai Thị Dung trước khi chưa ở tù thì đấu tranh, và cô đã có nhiều những cái trường hợp rất là táo bạo. Chẳng hạn trước phiên tòa ở tòa án tỉnh An Giang á, lúc đó đã bắt Võ Văn Dũng, tức là chồng của cô á, về cái tội là làm đảo cái chính quyền giám đảo thôi, cái chuyện bắt thì trước phiên tòa đã Mai Thị Dung dám cầm dao mà đâm vô bụng mình để phản đối phiên tòa phúc thẩm. Rồi phiên tòa Chợ Mới cũng vậy,
tôi cũng cầm dao thăm vào cổ của mình. À, đối với những cái trường hợp khác, chẳng hạn như trường hợp của sau này có nhiều cái trường hợp mà chính quyền công an đó họ đã vô cớ họ bắt những người tín đồ Phật giáo của họ đi hoạt động giáo sự, hoạt động Phật sự. À, cho nên Mai Thị Dung là đã có một cái chiều dài đấu tranh cho Phật giáo hòa hảo. Rồi còn nhiều trường hợp khác, rất nhiều trường hợp mà công an, chính quyền công an đó họ đã tìm đủ mọi cách này hay cách nọ để họ hạn chế, họ ngăn cấm cái người đến đời Phật giáo hòa hảo để mà không được hoạt động ngoài cái khuôn khổ của nhà nước cho phép. À, vâng. Dạ. Trước khi trở lại cái vấn đề của chị Mai Thị Dung mà ông vừa mới nhắc đến, thì cho Kim Nhung trở lại cái trường hợp của ông. Bởi vì như hồi nãy Kim Nhung có đặt câu hỏi là cũng được biết là ông cũng trở lại hoạt động sau khi mà ông được trả tự do. Như vậy thì khi mà ông bị bắt, khi mà ông bị bắt vào năm 1994 đó, và họ ghép vào cái tội giảng đạo trái với pháp luật. Xin ông nói có thể cho quý khán giả biết về những cái tội trạng mà họ ghép vào tới 8 năm tù đối với ông, thưa ông. Dạ, như thế này. Sau khi mà tôi bị nhà nước đó, cái thứ nhất là họ đến họ dỡ cái am cấp của tôi. Họ cho rằng tôi cắt cái am để tuyên trì giảng đạo trái phép. Thì khi họ dỡ am cấp của tôi, họ đem cả một lực lượng của chính quyền của huyện Chợ Mới, họ đem xe, đem tàu, vô đó họ dỡ, họ tháo, họ chở đi. Thì lúc bây giờ đó tôi mới viết bài tôi gửi về đài trên Chợ Mới. Lúc đó thì chưa có hai con tự do. Năm 1992, 93 thì sau khi mà tôi đã viết bài đó và tôi viết rất nhiều bài, từ đó đó nó có một cái đường để mà tôi có thể hoạt động được là tôi sẽ viết bài trở lại về đài trên Chợ Mới rất là nhiều bài. Cho nên sau này thì họ mới bắt tôi cái tội là tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa, từ cái chỗ mà tuyên truyền giảng đạo trái phép thì bây giờ bước qua một giai đoạn thứ hai là tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa với khung hình phạt lúc đó là điều 82, án phạt là 8 năm đó cô ạ. Dạ vâng. Có nghĩa là riêng một cái tội tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa là họ đã ghép vào 8 năm tù, phải không thưa ông? Dạ. Vâng. Bây giờ cho Kim Nhung hỏi qua cái tình trạng khi ông vừa kể thì những tín đồ hào cũng đã bị bắt hại. Rồi như là vừa rồi ông có nhắc là trường hợp chị Mai Thị Dung đang ở trong cái tình trạng nguy ngập khẩn cấp. Mà vừa qua thì Kim Nhung có phỏng vấn anh Võ Văn Bửu, đó là chồng của chị Mai Thị Dung. Cũng một lần anh cũng đã trình bày cái tình trạng của chị Mai Thị Dung và anh cũng đã có kêu cứu, đó là xin hãy cứu vợ tôi trên Tết, các trang web hay là trên các cái đài để gửi tới đồng bào ở trong nước hoặc là nơi hải ngoại. Mà như là Kim Nhung đã có phổ biến. Như vậy thì bây giờ một lần nữa ông có thể lặp lại lời kêu cứu khẩn cấp này, không riêng cho chị Mai Thị Dung mà cho toàn thể những người bị bức hại vì đức tin tôn giáo ở Việt Nam, thưa ông. Dạ. Đối với trường hợp tính là một giáo quả Mai Thị Dung hiện bây giờ con đã ở tù là một trường hợp điển hình thôi. Chắc một giáo quả hảo á, cũng như toàn thể các tín đồ các tôn giáo đang bị ở tù vì cái chế độ cộng sản thì rất nhiều. Cho hai Phật giáo hòa hảo thì có Mai Thị Dung, hiện bây giờ anh Nguyễn Văn Lý đó, anh Nguyễn Lý cũng tuổi tác rất lớn rồi, nhưng mà anh cũng bị đau ốm, cũng thê lương, nhưng mà tới giờ thì cũng chưa có được thả ra, cũng chưa được cứu xét gì hết. Thì ở đây muốn nói rằng trường hợp Mai Thị Dung là một trường hợp điển hình và tất cả các tôn giáo khác cũng thế. Cho nên tôi rất là lo lắng cho sức khỏe của Mai Thị Dung. Thì nghe nói rằng mỗi khi mà Võ Văn Bửu đi thăm Mai Thị Dung về thì tôi đều có hỏi, thì cho biết là sức khỏe của Mai Thị Dung cũng không được tốt lắm, sợ có thể là không qua được cái giai đoạn, tức là không trở về sinh hoạt gia đình được. Cho nên đây là một cái nỗi đau của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, và tôi cũng rất mong muốn, hy vọng, mong muốn
cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như các tổ chức tâm sáng quốc tế cũng như những cái tổ chức bên phủ ở các nước đó dùng cái sức ép tạo điều kiện dùng sức ép như thế nào để cho nhà nước cộng sản Việt Nam sớm thả Mai Thị Dung ra để được điều trị bệnh của cô, đó là mong muốn của chúng tôi. Vâng, không phải chỉ riêng với lại Mai Thị Dung nhưng mà còn nhiều tín đồ tôn giáo đang bị bất hại khác. Kim Nhung một lần nữa xin cảm ơn thời gian của ông cũng đã đến để mà cùng chung đóng góp trong chương trình The Kim Nhung Show trong chủ đề về nhân quyền. Thì Kim Nhung xin có một dịp khác sẽ hẹn mời ông trở lại chương trình. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Dạ, xin chào cô. Vâng, Kim Nhung xin cảm ơn các khán giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với ông Lê Minh Chiết. Chúng tôi phỏng vấn qua đường line điện thoại. Ông là một trong những tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. Và Kim Nhung xin kính mời quý vị cùng tiếp đón theo dõi chương trình The Kim Nhung Show. Thưa quý vị, trở lại tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo cho biết là Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ công du Việt Nam. Trong chuyến đi 4 ngày thăm Việt Nam của Đại tướng Mark Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai quốc gia cựu thù theo lời mời của Thượng tướng Cộng sản Việt Nam Đỗ Bá Tị. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1971 một Tổng tham mưu trưởng Hoa Kỳ công du Việt Nam. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đôi bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trao đổi đoàn, tìm kiếm, cứu nạn, hợp tác thực thi pháp luật trên biển, tham gia có hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, vân vân. Theo lịch trình, ngoài hội đàm với Bộ Ngoại giao Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, phái đoàn sẽ thăm thành phố Đà Nẵng, xem xét môi trường ô nhiễm chất dioxin và một số đơn vị trên địa bàn, thăm viếng một số nơi ở Hà Nội và Sài Gòn. Đại tướng Mark Dempsey là sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ chính thức thăm Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua. Ông là cố vấn quân sự chính của Tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Chuyến thăm kéo dài 4 ngày từ ngày 13 tới ngày 16 tháng 8 của ông Dempsey diễn ra khoảng một tuần sau chuyến công du của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain nhằm trao đổi các vấn đề an ninh, thương mại và nhân quyền. Mới đây, thì phóng viên Reuters dẫn lời một quan chức ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ sẽ theo dõi tình hình Biển Đông để giúp hạ nhiệt căng thẳng. Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ giám sát các đảo đá, các đảo san hô và các bãi cạn ở Biển Đông để tìm kiếm những dấu hiệu của sự giảm thiểu căng thẳng ở những vùng biển mà lực lượng tuần duyên Trung Cộng trong thời gian vừa qua đã đối đầu với tàu bè của Việt Nam và Philippines. Thưa quý vị, người dân phẫn nộ trước bức ảnh bé trai bị trói và treo tang vật vào cổ. Một bức ảnh ghi hình một bé trai vào khoảng 10 tuổi gầy gò xanh xao đang khóc thét lên vì sợ hãi do bị trói tay và treo chùm nhãn trên cổ. Đã được báo Dân Trí đăng tải từ một trang Facebook có tên là 81 Gia Lai. Ngay lập tức thì có nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình đối với người đã có hành vi trên đối với bé trai này. Sự việc trên đã được cho là xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với phỏng đoán bé trai, trong bức ảnh đã lấy trộm nhãn nhưng không may đã bị chủ nhà phát hiện. Và để dọa cậu bé thì người trong cuộc đã nghĩ ra cách trừng phạt và cho biết rằng đã khiến cho cậu bé vô cùng sợ hãi. Dư luận thì cho rằng hành vi trộm nhãn không đúng nhưng chỉ là trò nghịch phá của các trẻ con. Cũng có thể do hoàn cảnh nghèo cho nên cậu bé này mới có hành động như trên. Cách đây không lâu thì một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại Gia Lai, đã khiến cho dư luận cả nước phẫn nộ vì cách hành xử của nhân viên tiệm sách, đó là trói tay cháu và treo tờ giấy có ghi dòng chữ "Tôi là người ăn trộm" rồi đưa lên các trang mạng. Nhìn nhận về vấn đề này cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến thì cho rằng ăn trộm đó là một hành vi xấu, cần phải lên án, phải giáo dục, răn đe và nhất là khi đối tượng đang ở tuổi trưởng thành. Tuy nhiên thì phần đông ý kiến thì lại nghĩ rằng hành động giải quyết của nhân viên siêu thị là thiếu tính nhân văn và vô tình có thể làm ảnh hưởng đến nhân cách, tổn thương tâm hồn của một đứa trẻ và thậm chí là vi phạm pháp luật. Lập dự án giả lừa Việt kiều Pháp. Thưa quý vị, ông Phạm Công Sửu, Marie Joseph, Việt kiều ở Pháp đi tìm nơi nuôi chim yến ở khu vực Cam Ranh gặp được bà Lê Thị Na, giám đốc công ty Đại Bình Dương, Nha Trang, mời cùng làm dự án khu nghỉ dưỡng trên khu đất diện tích hơn 139.000m2 của bà Na ở mũi Cù Hin, xã Cam Hải Đông, Khánh Hòa. Hai bên đồng ý ký hợp đồng về việc đầu tư dự án.
trong đó công ty Đại Bình Dương giữ 51% cổ phần, ông Sửu phải góp 35 tỷ 500 triệu đồng để có 49% cổ phần. Từ đó cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2011 thì ông Sửu đã góp cho bà Na số tiền tương đương với khoảng 180.000 Mỹ Kim. Sau một thời gian thì ông Sửu phát hiện khu đất của bà Na nằm trong quy hoạch khu nghỉ mát Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã cho một doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư. Bà Na không có quyền đầu tư dự án ở nơi đó. Ông Sửu yêu cầu bà Na giải quyết hợp đồng và trả lại tiền, nhưng bà Na không đáp ứng. Theo như điều tra, thưa quý vị, thì bà Na thiếu nợ ngân hàng nên đã lập dự án giả để lấy tiền của ông Sửu mang trả cho ngân hàng. Nhưng điều đáng nói là cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa ra lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Na với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng sau 6 tháng thì Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh Khánh Hòa ra quyết định hủy bỏ các quyết định trên, bác đơn khiếu nại của ông Sửu với lý do là việc ký hợp đồng của ông Sửu và bà Na là quan hệ dân sự. Hiện nay thì ông Sửu vẫn tiếp tục khiếu nại Viện Kiểm sát của tỉnh Khánh Hòa. Tiếp theo đây là một phóng sự từ Việt Nam, kính thưa quý vị. Đền và chùa do chế độ Cộng sản Việt Nam dựng nên bị tố cáo là dùng hình thức nuôi trẻ mồ côi để làm ra tiền của. Một sự kiện về chùa Bồ Đề ở Hà Nội đã bị phanh phui là nhận nuôi trẻ em mồ côi rồi bán đi với giá hàng chục triệu một bé đang làm chấn động xã hội Việt Nam. Thế nhưng mọi thông tin đó nhanh chóng đã bị dìm đi vì ni sư trụ trì là người thân tín của chính quyền. Chùa Bồ Đề ở Hà Nội vốn được biết đến như là một mái ấm tình thương, nơi mà nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi bị bỏ rơi. Nhưng gần đây thì chùa Bồ Đề làm rúng động khi bị tố cáo là nơi trung gian cho đường dây mua bán trẻ em. Báo Phụ Nữ ở Sài Gòn đã điều tra và vạch trần. Thoạt tiên thì chính công an cũng xác nhận là đã có đủ chứng cứ mua bán trẻ em. Nhưng chỉ vài ngày sau thì đột ngột mọi thông tin bị thay đổi và lại nói ngược lại tất cả. Trên các trang mạng thì tin tức về vụ mua bán trẻ em nơi cửa chùa này đang làm dân chúng trong nước xôn xao hơn vì thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam đột ngột bao che cho chùa Bồ Đề, mà lý do được truyền đi vì ni sư trụ trì Thích Đàm Lan là người của nhà nước Cộng sản Việt Nam dựng lên, nhiều lần đã được phong tặng danh hiệu công dân thủ đô tiêu biểu. Với sự điều hành của ni sư Thích Đàm Lan, chùa Bồ Đề cũng là nơi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam dùng làm bình phong để giới thiệu về việc tôn trọng tự do tín ngưỡng nhằm tránh né các chiến dịch điều tra về vấn đề đàn áp tôn giáo lâu nay mà Việt Nam vẫn bị quốc tế lên án. Để đánh lừa dư luận, Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt hai người được thuê giữ trẻ ở chùa Bồ Đề và tuyên bố mọi việc mua bán diễn ra chỉ do hai người này, cả chùa lẫn ni sư đều không hề hay biết. Được biết theo điều tra của báo Phụ Nữ thì đã có hàng chục đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi ở chùa này đã bị bán đi và mất tích một cách bí ẩn trong nhiều năm nay. Thậm chí đợt điều tra gần đây đã thấy thiếu mất 11 trẻ em trong số đã được nuôi. Người giữ trẻ cũng thú nhận là mỗi trẻ đã được bán đi thì có giá ít nhất là 35 triệu đồng Việt Nam, tức là hơn 1.600 Mỹ Kim với sự đồng ý của chính ni sư trụ trì. Nhưng thông tin này sau đó đã bị lập tức bị ém nhẹm. Thưa quý vị, sau khi sự việc bùng nổ thì có những lời tố cáo cùng xuất hiện từ dân chúng trong vùng. Bản tin cho biết là những đứa trẻ này đã được nuôi, khống chế phần ăn mỗi ngày là 1.000 đồng, tức là vào khoảng 5 sen. Có nhiều trẻ em cũng đã bị đói và bị bệnh. Lệnh kiểm soát phần ăn này cũng đã đưa ra từ ni sư trụ trì. Người dân ở trong vùng cũng đã giấu tên cho biết, lâu nay họ sợ không dám lên tiếng vì thế lực của ni sư trụ trì được gắn kết với chính quyền. Ở Việt Nam thì có rất nhiều chùa của Cộng sản Việt Nam lập nên, giành quyền nuôi trẻ mồ côi vì đây là nguồn lợi lớn, được bá tánh cảm động ủng hộ tiền của rất nhiều. Và mới đây nhất thì chính ông Nguyễn Thanh Kiệt là trưởng ban tôn giáo thành phố Cần Thơ tiết lộ rằng, chẳng hạn chùa Bửu Trì tại Cần Thơ là nơi phản ứng dữ dội nhất về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội từ tiền dân chúng quyên góp vì sợ sẽ làm mất doanh thu hàng năm của chùa. Và sau đây là phóng sự từ Lido Sài Gòn, phóng viên Phan Đại Nam gửi đến phóng sự về sự kiện một tấm bảng tưởng niệm cố nhạc sĩ Việt Dũng, người đấu tranh cho tự do và nhân quyền Việt Nam đã được dựng lên trên đường Beach, thành phố Huntington Beach, Nam California. Mời quý vị theo dõi sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Theo nghị quyết SCR 85 do Thượng nghị sĩ Luquea đệ trình và được Quốc hội tiểu bang California thông qua ngày 8 tháng 7, 2014, một tấm bảng tưởng niệm các nhạc sĩ, nhà đấu tranh nhân quyền Nguyễn Ngọc Hồng Dũng, tức Việt Dũng, đã được dựng lên trên đường Beach Boulevard giữa đoạn Slater và Thorber bên cạnh nghĩa trang Chúa Trên Lành, nơi chôn cất nhạc sĩ Việt Dũng. Và khi biết tin này, nhạc sĩ Xuân Điềm, trưởng ban tổ ca, cho biết cảm nghĩ. Cũng được một cái bảng để mà nhắc cho mọi người nhớ rằng
chúng ta đi xa quê hương đạt trường 39 năm. Yeah. Luôn luôn bên cạnh chúng ta có một người nghệ sĩ với dòng nhạc đấu tranh, luôn luôn nghĩ tới đất nước, nghĩ tới quê hương, mong sao cho Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là cái nguyện vọng to lớn nhất của Việt Dũng. Hôm nay thượng nghị sĩ Lucoria đã làm cho chúng ta nhớ đến Việt Dũng, và những mỗi khi chúng ta đi ngang qua trên con đường, cái khoảng đó chúng ta thấy bằng đó chúng ta nhớ đến Việt Dũng. Việt Dũng nằm đây này, Việt Dũng nằm đời, đang Việt Dũng đang hướng về chúng ta, Việt Dũng đang hướng về đất nước. Trong lòng Việt Dũng muốn gì và chúng ta muốn gì? Chúng tôi rất là vui mừng khi một người nghệ sĩ như Việt Dũng đã được thượng nghị sĩ Lucoria và nhất là ở Nam Cali và nhất là nước Mỹ đã biết đến một người Việt Nam, một tình một người nghệ sĩ. Phải nói rằng không có người thay thế, thưa anh. Dạ, thưa ông, trong những thời gian mà ông sinh hoạt, có dịp sinh hoạt với ca nhạc sĩ Việt Dũng, thì có cái kỷ niệm nào mà rất là ông rất lấy làm suy nghĩ khi mà mỗi lần nhắc tới ca nhạc sĩ Việt Dũng, thưa ông? Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, với chúng tôi suốt 21 năm đấu tranh là luôn luôn có Việt Dũng, lúc nào cũng có Việt Dũng bên cạnh. Cái ngày cái điều mà tôi nhớ nhất là cách đây hơn một năm chúng tôi đi qua bên Arizona. Hôm đó Liên Việt Cộng đã cắm mấy cây cờ chung quanh gần chỗ chúng ta dự lễ đó. Mà khi chúng tôi đã phát hiện rồi, chúng tôi đem cái cờ đó vô để mà đưa cho ban tổ chức, thì chính Việt Dũng là cái người lên đáng cái lá cờ đó. Và Việt Dũng phải nói là Việt Dũng hôm đó Việt Dũng làm cho tất cả mọi người tham dự phải là đồng, nghĩa là trong lòng vô cùng nghĩa là hào hứng, là thấy rằng cái lá cờ máu, cái lá cờ đã bị nghĩa là lên án gắt gao giữa một cuộc lễ của chúng ta. Đó là cái hành động của người Việt Cộng muốn làm như vậy. Cái việc đó làm cho tôi luôn luôn thấy đến lá cờ vàng ba trong đó là tôi nhớ đến Việt Dũng. Việt Dũng yêu thương lá cờ vàng vô cùng, thưa anh. Và các nhạc sĩ Vũ Hùng cũng là một người có những sáng tác đấu tranh tự do dân chủ cho đất nước, đã chia sẻ cảm nghĩ. Vũ Hùng rất là xúc động và rất là vui bởi vì thượng nghị sĩ Lucoria đã làm một cái việc làm cho dân tộc Việt Nam và nói chung là người Việt Nam ở hải ngoại này nói riêng có một niềm hãnh diện, bởi vì Việt Dũng, ca nhạc sĩ Việt Dũng là một người rất đa dạng, đa tài. Ngoài vấn đề báo chí, truyền thanh, truyền hình, anh là một ca nhạc sĩ và là một MC rất tài. Mà cái sự ra đi của Việt Dũng đối với Vũ Hùng thì là một sự mất mát rất lớn của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, không những ở hải ngoại mà ngay cả trong nước người ta cũng rất là yêu mến. Hơn nữa đối với những người từng cộng tác với Việt Dũng, những người viết nhạc đấu tranh như Vũ Hùng hay những anh như là anh Xuân Điềm chẳng hạn, thì có thể nói sự mất mát to lớn mà không thể nào bù đắp lại được. Nhiều khi Vũ Hùng nghĩ là không biết rồi đây có những người nào có thể bù đắp được những cái khoảng trống về văn học nghệ thuật của người Việt Nam ở hải ngoại nữa không? Kính thưa quý khán giả, buổi lễ khánh thành bảng tưởng niệm nhà đấu tranh nhân quyền Việt Dũng sẽ được thượng nghị sĩ Lucoria, đài phát thanh Radio Bonsa, đài truyền hình SBTN, đài SET 57.4 và trung tâm ca nhạc EJA tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Sáu 15 tháng 8 2014 tại hội trường của đài truyền hình SBTN số 10501 đường Garden Grove, thành phố Garden Grove. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Thưa quý vị, bản tin cho biết là truyền thông Việt Nam cho hay sáng nay thứ Năm 14 tháng 8, Tổng tham mưu trưởng quân đội kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Đỗ Bá Tị đã tiếp Đại tướng Mike Dempsey của Hoa Kỳ đang ở thăm Việt Nam. Chuyến đi của Đại tướng Mike Dempsey kéo dài 4 ngày từ 13 tháng 8 tới 16 tháng 8. Đài BBC Việt ngữ cho biết là Đại tướng Mike Dempsey đã tham dự cuộc hội đàm với phía Việt Nam để thảo luận vấn đề hợp tác quốc phòng song phương. Còn theo tin của Thông tấn xã Cộng sản Việt Nam thì hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thiên tai, huấn luyện, tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Đài BBC cũng nói rằng Đại tướng Mike Dempsey sẽ đến thăm thành phố Đà Nẵng và xem xét một dự án thanh lọc môi trường bị ô nhiễm dioxin và thăm một số địa điểm khác tại Đà Nẵng. Vẫn theo đài BBC Việt ngữ thì đây là một chuyến thăm Việt Nam mới nhất của vị tướng lãnh cao cấp nhất của Hoa Kỳ sau hàng loạt các chính khách Hoa Kỳ gần đây. Các sự kiện trên tiếp nối khiến dư luận tin rằng Hoa Kỳ sắp bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, mở màn mối giao hảo quốc phòng mới mẻ giữa hai quốc gia cựu thù. Phải 20 năm kể từ sau khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975 thì Việt Nam và Hoa Kỳ mới bình thường hóa quan hệ dưới thời của Tổng thống Bill Clinton.
nhân vật quốc phòng cao cấp của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam trước đó là Đô đốc Thomas Moore của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ vào năm 1971. Xuất hiện dịch cúm mới nguy hiểm tại Việt Nam. Tin của báo mạng VTC News cho biết, virus cúm H5N6 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, một phúc trình của Cục Thú Y thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã tìm thấy loại virus H5N6 trong đàn gà nuôi tại nhà một nông dân sau một cuộc xét nghiệm. Báo mạng VTC News nói rằng mẫu virus cúm đã xuất hiện tại tỉnh Tứ Xuyên, Hoa Lục vào tháng 4 vừa qua, làm cho một người thiệt mạng. Cũng theo nguồn tin trên thì đây là bệnh nhân chết vì bị nhiễm virus H5N6 duy nhất từ trước cho đến nay tại Hoa Lục. Vào tháng 7 vừa qua, người ta cũng tìm thấy một số mẫu gia cầm có dương tính với virus này tại Luang Prabang, Lào, nhưng đã không gây bệnh cho đàn gia cầm. Theo WHO thì H5N6 là chủng virus rất là độc, mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy là virus này có thể lây truyền từ người sang người. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam còn cho biết đã chỉ thị chính quyền ở các tỉnh, thành ở Việt Nam tăng cường việc giám sát để kịp thời ngăn chặn các ổ dịch cúm H5N6 ở đàn gia cầm của họ. Công an tra tấn chết người, chỉ bị 1 năm rưỡi tù. Thưa quý vị, theo tin của báo Dân Trí, tường thuật phiên tòa được tổ chức tại huyện Cư Ruin, tỉnh Đắk Lắk cho biết hai cán bộ công an Cộng sản Việt Nam chỉ bị án 1 năm rưỡi tù mỗi người vì tội đánh chết nghi can trộm bò. Phiên tòa diễn ra sáng ngày 13 tháng 8, xử hai cán bộ công an xã Ia Bờ Hốc thuộc huyện Cư Ruin, tỉnh Đắk Lắk, tên là Trương Trung Hiếu, 27 tuổi, và Y Phiên A Trơn, 28 tuổi. Cả hai đều tùng sự tại công an xã Ia Bờ Hốc. Theo cáo trạng, sáng ngày 28 tháng 11, công an xã Ia Bờ Hốc bắt hai ông Y Khét Bờ Đáp và Y Biu Krong, sắc tộc Ê Đê, đều là cư dân của huyện Cư Quyền, về đồn công an để điều tra vì nghi là trộm bò của người khác. Hai ông Trương Trung Hiếu và Y Phiên A Trơn thay phiên nhau thẩm vấn hai nghi can này, đã cầm tay họ vào cửa sổ rồi dùng gậy cao su đánh tới tấp. Một trong hai nghi can trên là ông Y Khét không nhận tội trộm nên bị đánh đến nỗi mang thương tích trầm trọng. Ông đã chết trên đường đến bệnh viện. Hai cán bộ công an Trương Trung Hiếu và Y Phiên A Trơn bị bắt vì cáo buộc về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Xuất hiện trước phiên tòa sáng ngày 13 tháng 8, hai ông này chỉ bị kết án 1 năm rưỡi tù giam và bồi thường cho gia đình nạn nhân 69 triệu đồng tương đương với 3.500 Mỹ Kim. Trong khi đó, thì công an Gia Lai hứa điều tra vụ trói tay chụp hình trẻ trộm nhãn tung lên trang mạng. Báo Dân Trí cho biết chiều ngày 13 tháng 8 vừa qua, Chánh Văn phòng Công an Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Gia Lai hứa là sẽ điều tra vụ một người nào đó đã chụp ảnh một bé trai bị trói cùng với chùm nhãn cột ở cổ của em để tung lên mạng. Một tấm ảnh này cho thấy cậu bé khoảng 10 tuổi đã bị người lớn dùng nhục hình trừng phạt vì hành vi đã trộm nhãn. Tin được báo Dân Trí trích đăng không cho biết địa điểm xảy ra sự việc, chỉ cho thấy là bé trai bị trói chặt hai tay, trên cổ của em còn treo một chùm nhãn, có vẻ là chiến lợi phẩm mà em đã hái trộm và bị người ta bắt quả tang. Bức ảnh cũng có thấy em đang khóc thét vì khiếp sợ. Cũng theo báo Dân Trí thì bức ảnh được tung lên trang mạng đã bị phản đối kịch liệt. Chủ nhân trang mạng mang tên 81 Gia Lai sau đó gỡ bỏ tấm ảnh, nhưng sự phẫn nộ của dư luận thì vẫn không chấm dứt. Dư luận cho rằng hành động trừng phạt người khác, đặc biệt là trẻ con khi bị làm lỗi, hiện nay không còn là chuyện cá biệt xảy ra tại Việt Nam. Ngày 10 tháng 4 vừa qua cũng diễn ra một vụ người lớn dùng nhục hình với trẻ bị nghi là trộm sách tại một siêu thị ở trung tâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong sự kiện này, nhân viên siêu thị đã dùng băng keo dán chặt hai tay của một nữ sinh vào lan can tầng lầu 1, dán một tờ giấy có in hàng chữ "Tôi là người ăn trộm" lên ngực của em. Họ còn chụp hình của em tung lên trang mạng xã hội, cho đến khi người thân của em đến siêu thị nộp phạt 200.000 đồng tương đương với 10 Mỹ Kim thì thiếu nữ mới được thả ra. Vụ trừng trị quá đáng hành vi của một cô học trò chỉ có 13 tuổi học lớp 7 bị nghi là đốt trộm sách của nhân viên siêu thị Vĩ Yên gây chấn động dư luận một dạo. Riêng trong sự kiện, cậu bé trộm nhãn bị trói tay chụp ảnh tung lên mạng, công an của tỉnh Gia Lai cho hay sẽ mở một cuộc điều tra về sự kiện này.
100 công an tại Bắc Ninh vây bắt giám đốc công ty gỗ trùm xã hội đen. Thưa quý vị, đêm 13 tháng 8, trên 100 cán bộ công an Cộng sản Việt Nam tại thị xã Từ Sơn, huyện Bắc Ninh đã mở cuộc đột kích vây bắt 9 người mà họ cho là các nghi can của một băng xã hội đen tại tổng hành dinh của một công ty sản xuất gỗ nổi tiếng trong vùng. Theo báo Dân Trí, công an lục soát trụ sở công ty Đại An và công ty Thành Hưng Bắc Ninh, tịch thu 6 khẩu súng, 1 quả lựu đạn. Trụ sở hai công ty này đã bị phong tỏa và giám đốc của hai công ty nói trên là ông Nguyễn Ngọc Minh, tự là Minh Sâm, và Nguyễn Thành Hưng bị bắt. Phúc trình của công an Bắc Ninh nói rằng hai ông Minh và Hưng là người cầm đầu một băng nhóm xã hội đen có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người khác và có liên quan tới hoạt động mua bán ma túy. Kho gỗ của hai công ty này cũng đã bị kiểm và nghi là gỗ lậu. Và cũng theo báo Dân Trí thì công ty Đại An của ông Nguyễn Ngọc Minh được thành lập và hoạt động suốt 14 năm qua trong nhiều lĩnh vực như là sản xuất đồ gỗ cao cấp, bất động sản, xây dựng v.v. từng được trao tặng rất nhiều bằng khen vì thành tích lao động xuất sắc và là công ty tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng có dư luận nói rằng ông Minh Sâm được coi là một doanh nhân thành đạt để thực hiện nhiều công trình phúc lợi có ích cho người dân huyện Từ Sơn. Dư luận cũng cho rằng người muốn kinh doanh và sản xuất thành công ở Việt Nam thường dính líu đến hoạt động băng nhóm tội phạm và đây có thể là một đòn thanh trừng nhau trong nội bộ. Cán bộ Cộng sản Việt Nam trốn ở lại ngoại quốc khi đang đi công tác nước ngoài, thưa quý vị. Việc cán bộ công chức Cộng sản Việt Nam được cử đi tu nghiệp hoặc đi công tác, tìm cách bỏ trốn và ở lại ngoại quốc trong thời gian vừa qua không phải là hiếm. Đây là lời thú nhận của Nguyễn Đình Hương, cựu Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Cộng sản Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, được báo Người Lao Động trích dẫn. Nhận định này được đưa ra ngay sau dư luận xôn xao về vụ cán bộ Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ là ông Trần Ngọc Phi Long, 31 tuổi, cư dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, đã được cử đi công ty tại Canada và đã tìm cách trốn ở lại Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng đây không phải là trường hợp đầu tiên mà cán bộ công chức của họ đi ngoại quốc rồi bỏ trốn ở lại. Theo báo Người Lao Động, trước đó đã có một loạt những cán bộ Cộng sản Việt Nam bỏ trốn lại ngoại quốc. Vào đầu tháng 5 mới đây, dư luận tỉnh Bình Thuận xôn xao về vụ ông Nguyễn Cất Thạch là cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đã đi du lịch ngoại quốc, sau đó bỏ trốn. Ông này đã tham dự tour du lịch Nam Hàn và thừa cơ hội đoàn du khách Việt Nam đang mua sắm tại một ngôi chợ trước khi lên máy bay thì đã lẩn vào đám đông và biệt tích. Trước đó, thì hai cán bộ của Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam là bà NSG, cựu tùy viên thương mại tại Hoa Kỳ, và ông BNL là chuyên viên vụ chính sách của Bộ cũng đã bỏ trốn trong chuyến đi công ty ở nước ngoài. Bà NSG được cho là không hoàn thành thủ tục kết thúc nhiệm kỳ công tác ở ngoại quốc theo như quy định mà tự ý bỏ việc để ở lại nước ngoài. Còn ông BLN thì được cho là lợi dụng việc đi học ở ngoại quốc để bỏ việc và ở lại. Tịch thu 4 ký ma túy tại phi trường Đà Nẵng. Thưa quý vị, tin của báo Người Lao Động cho hay, sáng ngày 13 tháng 8, Chi cục Hải quan phi trường Đà Nẵng đã khám phá trong hai bưu kiện chuyển đi Úc qua đường hàng không chứa tổng cộng hơn 4 ký ma túy. Trước đó, vài ngày, nhân viên Hải quan Đà Nẵng cũng đã tịch thu hơn 4 gói chứa 2 ký 2 ma túy ngụy trang trong 4 gói đường thốt nốt của một người ở tỉnh Quảng Nam gửi sang Úc. Điều này cho thấy số lượng ma túy được vận chuyển từ Việt Nam đi các quốc gia khác trên thế giới ngày càng lớn về số lượng. Và đến đây chúng ta chúng tôi là Huy Phương và chương trình Huyền Đề Chí Binh trên hướng ngành tái ngộ cùng quý vị khán thính giả đài SPTN Bậc Danh Hữu. Kính thưa quý vị và các bạn, đặc biệt chương trình hôm nay chúng ta nói đến những người thầy thuốc trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và những quý vị này là những quý vị cựu sinh viên sĩ quan quân y và đã ra trường, đã phục vụ cho quân đội một thời gian rất dài. Hiện diện hôm nay với chúng tôi cùng có bác sĩ Phạm Gia Cồn là khoa 18 quân y hiện dịch và bác sĩ Hoàng Xuân Trường cùng một khóa. Và hôm nay chúng ta có một cái nhìn trở lại trường quân y là nơi đào tạo các vị sĩ quan coi như quân y sĩ cho quân lực Việt Cộng Hòa, và quý vị đã sinh hoạt, đã hoạt động như thế nào trong thời gian mang quân phục. Thì trước hết là kính chào. Vâng, chào anh Huy Phương và xin chào quý vị. Chào anh Huy Phương. Thưa quý vị là bác sĩ, nhưng mà trong một ngày mặc áo lính cũng là một ngày anh em, thì chúng tôi hôm nay chúng tôi xin gọi bằng anh.
Trước hết thưa anh Phạm Gia Cộn, anh có thể cho chúng tôi biết sơ một cái nhìn khái lược về trường quân y đã đào tạo sinh viên sĩ quan này, là nói chung là đào tạo y sĩ cho quân đội như thế nào trong cái thời gian có chiến đấu rất dài trong khi chúng ta cần phải bảo vệ miền Nam. Dạ vâng thưa anh, trường quân y không phải chỉ đào tạo các y sĩ mà thôi. Thì có những cái lớp sinh viên quân y thì trong đó bao gồm cả y nha dược sĩ. Bên cạnh đó trường quân y còn đào tạo các sĩ quan hành chánh quân y cũng như là các vị sĩ quan trợ y và các anh em y tá ở trường quân y. Thưa anh có thể cho biết là cái trường quân y chính thức thành lập năm nào, nó chuyển từ dân y sang hay chuyển từ một cái trung tâm sang, thì và cái ngày nào là được coi như cái ngày chính thức cái trường quân y ra đời một cách rất là quy mô? Dạ thưa anh, trường quân y được thành lập từ năm 1951, lúc đó lấy tên là trường quân y trung ương do giáo sư Phạm Biểu Tâm, lúc đó đeo cấp bậc là y sĩ trung tá chỉ huy, rồi cứ thay đổi cho tới mấy cái mốc điểm, tất cả là 13 người. Thì tới năm một khoảng thời gian 1960 đó là cái thời gian mà y sĩ đại tá Hoàng Văn Đức, thì lúc đó trường quân y đổi tên mới chính thức là lấy tên là trường quân y. Và y sĩ đại tá Hoàng Văn Đức cũng là người sinh viên quân y khóa 1. Và tới cái người cuối cùng, chỉ huy trưởng cuối cùng là y sĩ đại tá Hoàng Cơ Lân cho tới năm 75. Và anh Trường có nhớ thêm ai không? Sau ông Hoàng Văn Đức thì là ông y sĩ đại tá Nguyễn Tuấn Phát. Đúng rồi, Nguyễn Tuấn Phát là một nhà văn, bác sĩ mà là một nhà văn, trai Huy Phương biết. Và trong đó còn có giáo sư Trần Anh nữa, cũng đã từng làm y sĩ trưởng. Với lại chúng ta, y sĩ chúng ta Trần Minh Tùng. Trần Minh Tùng rồi Phạm Vận thì đại khái có mấy vị mà mình nghe quen tên, chắc là anh Phương nhớ. Có phải Minh Tùng sau này là dân chủ phải không? Dạ, ông Trần Minh Tùng về sau làm tổng trưởng y tế đó. Dạ. Thưa anh Hoàng Xuân Trường, anh cũng là khóa 18 quân y hiện dịch với anh Cộn, thì như vậy anh cho biết cái thời gian học như thế nào, bao nhiêu thời gian học ở đâu về quân sự và bao nhiêu thời gian học về chuyên môn? Dạ thưa anh, đào tạo trường quân y thì cái thời của tôi thì bắt đầu lấy từ năm thứ nhất, sau khi chúng tôi đã đậu dự bị y khoa thì chúng tôi thi vào năm thứ nhất, thì tôi ở trường quân y 6 năm. Thì chúng tôi vẫn học chuyên môn ở trường y khoa, nhưng mà về quân sự đó thì chúng tôi có hai khóa, vì chúng tôi là hiện dịch, thành ra chúng tôi có hai mùa hè chúng tôi lên trường Võ Bị Đà Lạt để học về quân sự. Đối với mấy anh trưng tập thì mấy anh được học quân sự ở trường Võ Khoa Thủ Đức. Để nhân anh Trường nhắc về cái vụ mà trưng tập cái gì đó thì tôi nói thêm, anh Trường có nói là cái thời chúng tôi đã thì lấy từ năm thứ nhất, nhưng mà trước đó một vài năm thì lấy từ năm dự bị là năm PCB đó. Dạ. Rồi tới cái thời chúng tôi là phải đậu dự bị rồi mới được vào. Thế còn song song với cái quân y đó, sinh viên hiện dịch, thì cái trường quân y là cái trường đào tạo sĩ quan hiện dịch. Thế còn học bên ngoài đến lúc ra trường đó thì trưng tập vào quân đội, cũng đeo cấp bậc như chúng tôi, thì chúng tôi gọi là các y sĩ hay nha sĩ, dược sĩ trưng tập. Thưa anh, như vậy thì là các quân y sĩ là đồng viên hay là các anh tình nguyện vào trường quân y, rồi từ trường quân y là bắt buộc phải tuyển vào quân đội? Anh cho chúng tôi biết là ví dụ một sinh viên ra trường, các anh tình nguyện vào học y dân vào trường quân y, hay là trường quân y đồng viên các anh từ các lớp của trường y khoa, đại học y khoa? Đúng, cái câu hỏi đó rất là hay. Là trường quân y là chúng tôi tình nguyện vào và chúng tôi phải thi tuyển vào. Thi tuyển thì cái lúc đó hình như lớp mình lấy được khoảng 20 người hả? Thi tuyển. Rồi còn trưng tập ấy, có nghĩa rằng là những người mà học xong y khoa rồi, thì cái lúc đó vì hoàn cảnh chiến tranh tất cả mọi người đều phải vào quân đội, thì cái đó gọi là trưng tập. Thưa anh, như vậy thì tôi nói về quyền lợi và cấp bậc, thì một sinh viên sĩ quan đại là ra trường là mang cấp bậc thiếu úy, chúng tôi Thủ Đức thì mang cấp trung úy, và trong thời gian học là được hưởng cái lương trung sĩ. Thì quý vị là y sĩ thì ra trường là mang cấp bậc trung úy y sĩ. Vậy thì cái quyền lợi trong thời gian đi học là quý vị mang cấp bậc gì? Thế này, thì tụi tôi đi học đó, ngày xưa cái lúc mà dự bị vào đó thì đeo lon thượng sĩ, thì gọi là đeo nút bạc đó, thấy không? Thế rồi năm thứ nhất chúng tôi đeo cái alpha và lon chuẩn úy, năm sau chúng tôi lên thứ hai, thứ ba thì chúng tôi đeo thiếu úy,
và từ năm thứ tư đến năm thứ sáu thì đeo lon trung úy. Nhưng mà khi nói về thì ăn lương theo cái đó. Vâng. Nhưng mà nếu mà so sánh về cấp bậc đó, như anh nói, thì đối với quân đội Hoa Kỳ đó, mà khi ra trường nữa thì họ đeo tới đại úy lận. Yeah. Đó, thành ra nếu mà so sánh thì nó có sự khác biệt như vậy. Có lẽ là họ tính theo cái thời gian tập luyện, thời gian học. Vâng. À, thưa hai anh, bây giờ nói về vấn đề trưng tập thời động viên thì tất cả sinh viên đại học y khoa đều vào quân đội hết. Thế như vậy có trường hợp mà những quý vị, có vị nào bác sĩ nào mà không vào quân đội không? Tôi thấy vẫn có những người đi làm trưởng y tế hoặc là quản đốc bệnh viện, họ đâu có vào quân đội phải không anh? À, thưa anh, có một vài trường hợp thì chẳng hạn như này, cũng theo cái luật động viên có những trường hợp đặc biệt thì không bị động viên, và cũng có những cái trường hợp mà một số người được ở lại trường để làm trong ban giảng huấn, thì cái thời về sau này khoảng thập niên đến cái lúc mà khoảng năm 70 đó thì được như vậy. Và có một số người thì đương nhiên là trong quân đội thì cũng có một số người đặc biệt, thì cái đó tôi không dám bàn tới nữa. À. Thưa anh, như vậy thì anh cho biết qua cái thành phần giáo sư giảng dạy trong trường quân y và cũng như trong trường đại học y khoa là gồm có những cái tên tuổi như thế nào? Thì chúng tôi cũng học chuyên môn ở trường Đại học Y khoa như là tất cả mọi sinh viên y khoa khác, nhưng mà đồng thời ở trong trường quân y cũng có những cái lớp để cho chúng tôi ôn tập lại những gì chúng tôi đã học được, và đồng thời cũng có những cái chúng tôi cũng được học thêm về những cái khóa về cấp cứu chiến trường, hay là chúng tôi học thêm nhiều về hành chánh. Rồi trường quân, ngoài ra đồng thời trường quân y cũng có tổ chức những cái khóa tham mưu trung cấp cho những sĩ quan quân y. Nói tóm gọn đó là về y khoa là chúng tôi học bên trường Đại học Y khoa thì tất cả chúng tôi học chung với nhau, với nhà bên ngoài. Vâng, bên dân y. Thế còn trong trường quân y thì chúng tôi có những cái đặc biệt hơn là chẳng hạn các ông ấy thúc đẩy chúng tôi về học hành, cho nên buổi tối là bắt tụ tập lại đấy và tự học bài với nhau. Và cái lúc đó tôi nhớ là có một thời là có những người đến để dạy mình anh văn, hội Việt Mỹ để dạy anh văn, thành những cái đó là chuyện bên lề. Thưa anh, như vậy thì sinh viên y khoa là nội trú, sinh viên quân y là nội trú hay là vẫn ở ngoài rồi tới giờ đi học như thường? Nó tụi tôi phải nội trú anh, vâng. Nội trú trong mấy năm đầu, thế xong rồi được đi ra ngoài. Dạ. Như vậy anh có thể cho biết thời gian là tất cả bao nhiêu năm không? Dạ, cũng cái đó cũng tùy theo trường quân y tuyển những sinh viên vào năm thứ nhất, nhưng đồng thời cũng có tuyển những sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba. Tôi nói là từ đầu, coi như chúng ta đi là từ rồi, đầu. Đúng rồi. Dạ, thì bao nhiêu năm? Thì thường thường đó, để tôi đỡ lời là tùy theo cái hoàn cảnh của nhà trường. Thì thường thường tụi tôi phải ở trong nội trú, có nghĩa là ở trong trại đó, chứ không phải là nội trú bệnh viện. Thì vào khoảng chừng 2 năm, rồi phải ra để cho những cái lớp sau họ vào có chỗ ở. Thì sau 2 năm là coi như là đã chững chạc rồi, trở thành một người lính biết giữ tư cách của mình rồi thì được ở ngoài. Thế anh, như vậy thì trong cái thời gian mà coi như thủ huấn đó, thì thứ bảy chủ nhật thì vẫn là cái thời gian được nghỉ phải không ạ? Dạ đúng. Thì bây giờ nói đến cái dụ sinh viên quân y mới vào đó thì không những thế, anh Trường anh quên nói một điều là dụ tôi có mấy tuần lễ huấn nhục, cũng học lại cái cách của trường Võ Bỉ Đà Lạt đó, là lớp đàn anh dạy cho đó đàn em huấn nhục, đàn em cũng hít đất cũng chạy đó. Thế như thời gian quân sự thế nào? Thì ở trong trường quân y giai đoạn đầu thì khoảng chừng 2 tuần, 2 tuần cho biết. Rồi về sau mỗi một kỳ hè chúng tôi lên Đà Lạt học 6 tuần. Thế thì ngày thường thì chúng tôi đi học ở trường y khoa, thứ bảy chủ nhật thì đương nhiên là được nghỉ rồi, chúng tôi được về phép đi chơi. À. Như vậy trong tổng quát của những thời gian mà thủ huấn đó lại trở thành một bác sĩ quân y, thì thời gian học về quân sự là tổng kết là can được bao lâu? Tổng kết là tụi tôi học 2 lần 6 tuần, là 1 tháng rưỡi đấy, hoặc là 3 tháng, và 2 tuần huấn nhục ở trường quân y. Đấy là thời gian quân sự. Thế rồi về sau khi ra trường chúng tôi lại còn phải học thêm về hành chánh quân y, về cái cấp cứu hồi sinh để thích ứng với chiến trường. À. Cái câu hỏi này cũng hơi ngoài lề một tí, là các anh học quân sự thì khi ra trường mà ra đơn vị đó thì các anh có bao giờ phải sử dụng vũ khí không? Rồi cái này để tôi trả lời. Cái này ông nhảy dù thì tại vì anh Trường thì anh ra về, anh Trường thì ở chỗ bên liên đoàn, không thành ra không trực tiếp ở ngoài mặt liên đoàn. Có nghĩa là về hành chánh thôi hay sao? Không. Cái tổ chức, thế thì bây giờ mình nói về tổ chức quân y nhé. Tổ chức quân y thì nó có binh đoàn, rồi các bệnh viện,
của thì cũng giống như bên quân đội thường là có vùng, thì mỗi một vùng thì có một cái liên đoàn quân y. Liên đoàn. Thì cái đó là có nhiệm vụ để điều hành và cung cấp cho cái nhu cầu chiến trường trong vùng đó. Và quân y nó khác với bên quân đội thuần túy là quân y là phải lo cho các bệnh viện này cái nọ, đấy là liên đoàn quân y. À, thế còn tụi tôi thì là ở cái binh đoàn tác chiến. Vâng. Nó là quân y ở tác chiến và có những đơn vị quân y tĩnh tại, liên đoàn là tương đối là tĩnh tại, không phải trực tiếp ra mặt trận. Như vậy cấp sư đoàn thì anh có tiểu đoàn quân y. Cấp sư đoàn có tiểu đoàn quân y. Cái quân y có đây đi đến cấp trung đoàn không? Có một đại đội quân y của trung đoàn. Không phải là ý anh muốn nói là trung đoàn quân y thì không có. Trung đoàn bộ binh. À, trung đoàn bộ binh thì thế này, nếu mà nói về đơn vị tác chiến đó thì bên nhảy dù đi thì là bên tiểu đoàn tác chiến có một trung đội quân y. Lữ đoàn thì có một đại đội quân y, sư đoàn thì có một tiểu đoàn quân y. Thế thì bên bộ binh, bên đấy tôi nói tổng chuẩn bị là nhảy dù thủy quân lục chiến là như vậy. Còn bên bộ binh thì cấp tiểu đoàn thì có sĩ quan hành chính trợ y, một trung đội quân y để lo phục vụ trong cái tiểu đoàn tác chiến đó. Và trung đoàn thì là tổng chuẩn bị. Chứ còn thực tình bên bộ binh, một trung đoàn thì có đại đội quân y. Tiểu đoàn là không có sĩ quan trợ y thì là thay một bác sĩ. Còn trung đoàn thì mới có y sĩ. Thì là một đại đội quân y. Và sư đoàn cũng có một tiểu đoàn quân y. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi đang nói chuyện với những người quân y sĩ đã phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình tạm ngưng một thời gian ngắn cho phần quảng cáo thương mại. Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 với cùng bác sĩ Phạm Gia Cộn và bác sĩ Hoàng Xuân Trường. Xin thật cảm ơn quý vị và các chương trình. Thưa quý vị và các chương trình, chúng tôi xin trở lại với những người thầy thuốc trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngồi cạnh tôi là bác sĩ Phạm Gia Cộn và bác sĩ Hoàng Xuân Trường. Thì thưa anh Trường, nói về cấp vùng thì có liên đoàn, anh là một người phục vụ trong liên đoàn. Nhưng mà trật tình cấp vùng thì chúng ta những người lên ít thấy cái người bác sĩ quân y, vậy thì anh cho biết cái nhiệm vụ của liên đoàn là làm cái gì? Dạ thưa anh, như anh đã biết thì lãnh thổ của chúng ta hồi xưa chia ra làm 4 vùng chiến thuật, thì mỗi vùng chiến thuật thì có một quân đoàn. Và ở một quân đoàn thì thường thường có chừng 2 hay 3 sư đoàn. Mỗi một sư đoàn thì có một đại đội quân y riêng. Tiểu đoàn quân y rồi. Một tiểu đoàn quân y. Riêng về ở để chỉ huy những cái tiểu đoàn quân y đó thì là một ông một liên đoàn, do một ông liên đoàn trưởng, ông ấy chỉ huy. Thì tôi lúc ra trường thì tôi được ra cái vùng liên đoàn 2, tức là ở liên đoàn 72 quân y, tức là ở quân đoàn 2. Thì nhiệm vụ của liên đoàn thì chúng tôi có nhiệm vụ là thí dụ như là có hành quân cấp quân, có nhiều đơn vị như chẳng hạn như nhảy dù thủy quân lục chiến, hoặc là nhiều đơn vị như là ở chỗ tôi thì có trung đoàn, có sư đoàn 23, 22. Nếu mà họ phối hợp hành quân á thì chúng tôi lên để chúng tôi phối hợp, chúng tôi hoặc là họ cần cung cấp thuốc, hay là có nhiều khi chẳng hạn như năm 71 thì ở trung đoàn 42 thì thiếu y sĩ thì tôi phải ra thay, hoặc là những cái đơn vị nào cần như là hồi đó ở quận Phúc Nhơn bị bao vây mà tôi thiệt hại nặng thì tôi cũng phải ra. Nhiệm vụ của tôi là tăng phá những cái vùng nào mà cần. Thưa cảm ơn Trường. Trở lại với ông Phạm Gia Cộn, vừa là bác sĩ, vừa là nhạc sĩ, vừa là võ sĩ, anh đã chủ trương cái chương trình Hồng Gia. Vậy thì đối với anh thì không phải Hồng Gia đâu, Hoàng Hạc. Tôi xin lỗi. Không sao. Vậy thì bây giờ đó là một người lính ở trong đơn vị gọi là đơn vị tổng chuẩn bị. Thì anh cho tôi biết những ngày đầu anh ra là anh đi với cấp nào? Dạ. Có cái gì đặc biệt, có đụng chạm cái gì không? Dạ thưa anh, lúc tôi mới ra trường đó thì tôi chọn về nhảy dù và được chỉ định về tiểu đoàn 1 nhảy dù trình diện tại Kông Tum trong cái mặt trận mùa hè đỏ lửa đó. Thì sự thật ra là nhảy dù là phải đụng chạm rồi. Thì thôi nói vắn tắt như vậy đi, chứ đụng trận thì nó khốc liệt lắm. Bây giờ nói ra nhiều khi sợ lắm á. Thưa anh, có nghĩa là anh vào trận đã tiếp xúc với thương bệnh binh rồi phải? Dạ vâng. Thế thì thưa anh, nói thật, nói khi mà vào trận đó thì bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ, thì tôi bảo cái người y sĩ chúng tôi vào trận đó
thì cái lúc mà anh em đụng trận đó, thì anh em tác chiến có việc làm của họ, họ lo họ bắn, họ làm gì họ làm, họ không có thì giờ để sợ. Thế tôi là cứ ngồi đấy thôi, chả có việc gì làm, thành tôi nghĩ rằng cái thì giờ để sợ tôi có nhiều hơn quý vị tác chiến. Đó. Thế khi các anh lo đánh nhau thì tôi ngồi đấy, và khi có thương binh tới thì chúng tôi săn sóc thương binh. Đấy là cái nhiệm vụ chính của tôi. Dạ. Cái gọi là cái cảm tưởng đầu tiên mà anh ra trường bao lâu thì đụng trận? Tôi ra mà cái nhảy ra là tôi nhảy vào vùng hành quân liền. Dạ. Thì tôi được sực trăng vận đưa tôi tới đây cái căn cứ hotel là Hồng Hà đó ở trên Công Tum. Thì lúc đó là đội Charlie vừa mới overrun. Tôi lên đến mấy ngày thì Charlie bị overrun. Thưa anh, như vậy là anh tình nguyện vào nhà dù? Dạ vâng, tình nguyện. Thế thì còn khi ra trường của nghĩa là cái tròn đơn vị như thế nào? Người ta phân phối theo sự đầu trước khi ra trường hay vâng. Hay là sau cái phần tình nguyện mới là phần dạ, vâng. chỉ định? Thế anh Trường có nhớ không? Tôi lâu quá tôi quên. Dạ, thưa cái phân phối thì chúng tôi ra trường thì trường quân y sẽ xếp hạng tùy theo cái điểm thành tích của mình khi học y khoa, vâng. khi học hành chánh, khi học quân sự, về cái ngoài cái cốt ra mua nữa. Thành ra rồi tôi thấy cách phân phối tương đối công bình, trừ một vài trường hợp đặc biệt thôi, chứ còn thì họ xếp đặt 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi có một cái danh sách những cái đơn vị nhu cầu, chọn vậy. Rồi cứ người thứ nhất thì lên chọn trước, rồi thứ hai thì lên chọn thứ hai. Nhưng mà đặc biệt là quân y hiện dịch của chúng tôi, thường thường những người đi nhảy dù là những cái người đậu đầu, là tại vì thứ nhất là họ yêu quân đội, thứ hai họ hăng say phục vụ, và cũng có một phần nữa là thường thường những anh ở nhảy dù như vậy đã được thử thách rồi, thành ra họ lên lon rất nhanh. Và lên lon rất nhanh. Dạ, mà anh ấy lên lon trước tôi đến cả 2 năm. Cấp bậc của anh trước cuối cùng này à, đại úy thôi. Dạ, anh lên trước tôi đến 2 năm. Tôi lên lẹ lắm. Sau đó lại dễ dàng lên làm đơn vị trưởng nữa. Kính thưa quý vị và các nhà hậu, thật tình những người lính, những người thầy thuốc trong quân đội cũng là dễ chết như anh em cầm súng tôi. Thầy thì anh Phạm Gia Cồn, anh thầy cho tôi biết, những tôi biết có những y sĩ mà chết rồi vẫn có tên tuổi để mà sau này quý vị đặt cho những quân y viện hay những cái trung tâm huấn luyện, có phải? Dạ đúng. Thì có một số anh em đó, có những vị đàn anh tôi, thì chắc là nói đến tên thì chắc quý vị cũng biết và có thể quen nữa, là chẳng hạn như anh Đỗ Vinh là lấy tên của bệnh viện nhảy dù, và anh gì Trương Ngọc Hân hoặc là lấy Trương tên Bá Hân. Trương Bá Hân thì là bên thủy quân lục chiến, ở anh Đoàn Mạnh Hoạch, và cái người mà gần nhất với chúng tôi đó là cái khóa mà chung với chúng tôi thì có một vài tay như anh, bé này, bé Đỗ Văn Bé ở sư đoàn 5, với lại anh Cao Phú Quốc ở vâng, Đại Khái này là có đóng góp xương máu và cả tính mạng mình cho cuộc chiến. Cái những quân y sĩ mà đã hy sinh là chúng ta cũng thấy được nhắc nhở rất nhiều. Và thưa anh Cồn, thưa anh như này, bây giờ trong cái thời gian mà săn sóc thương bệnh binh á, là lui vào lui sau mặt trận hay là về hậu cứ hay là ngay tại mặt trận? Dạ thưa anh, thế này, bây giờ mình phải nói là chẳng hạn như tôi đi bên nhảy dù đi, thì tôi có thương vệ binh thì tôi phải săn sóc ngay, và tôi phải lựa thương, tôi kêu trực thăng vận hay cái gì tùy theo hoàn cảnh di tản về sư đoàn nhảy dù. Chúng tôi có cái bệnh xá đấy, trung đoàn, lữ đoàn, rồi có bệnh viện dã chiến, rồi có một số nữa gửi về các bệnh viện thuộc về liên đoàn quân y. Đấy, chẳng hạn như chúng tôi đi vùng 1 thì chúng tôi có Nguyễn Tri Phương, có gì đó. Thì qua những cái bệnh viện dã chiến mà do cấp liên đoàn lo, thì là lúc ấy gửi về cho anh Trường lo. Thế vậy là anh ở ngay mặt trận chứ không phải là sau mặt trận? Không, chúng tôi ngay mặt trận. Thế thì có đơn vị để yểm trợ cho anh trong khi anh làm việc không? Vì anh không có súng đâu ta. Tôi quanh quẩn đấy là có lính tác chiến của tiểu đoàn 1. Và chính chúng tôi phải trang bị vũ khí, y tá của chúng tôi đó. Thì sự thật ra là chúng tôi trước khi là một người y sĩ đã ra chiến trường, thì chúng tôi là một người lính cái đã. Chúng tôi phải biết mình là một người lính, sau đó bên cạnh đó mới là người y sĩ. Thì cái châm ngôn của anh em chúng tôi đã từ trường quân y chúng tôi được học ấy, là quên mình cứu người. Còn là một người lính thì chúng tôi được học tại võ bị thì biết thế nào là tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Thưa anh, phần đông bác sĩ quý anh quân y là dân y qua Mỹ trong thời gian sau 75 thì có thể trở lại cái nghề. Tuy nhiên cũng có một số phải nói là vì hoàn cảnh họ không thể trở thành hành nghề như cũ. Thì thưa anh, cái tỷ lệ mà quý anh qua đây mà có thể hành nghề ở bên nước Mỹ này với cái tỷ lệ mà không thể có cơ hội đó, để trở lại cái nghề, thì anh có ước tính là bao nhiêu phần trăm? Sự thật theo tôi biết thì rất là ít anh. Phần lớn là chúng tôi
cũng cố gắng vượt qua được cái khó khăn đó, cũng như là anh bạn tôi là Nguyễn Công Trứ ấy nói vượt qua gian khổ đó, thì cái đó cũng là cái gian khổ chúng tôi vượt qua hầu hết, phải không chưa? Dạ, hết. Thưa anh, tôi nghĩ là những người sang 75 hoặc là vượt biên những ngày đầu á thì may ra có cơ hội, còn những người ví dụ qua năm từ 90 trở đi, 90 trở đi qua đây là mấy năm thì ít cơ hội hơn, thưa anh có phải? Và có phải là trong giai đoạn đầu nước Mỹ cần những bác sĩ cho dân tị nạn, cho nên tương đối cái vấn đề trở lại nghề, hành nghề nó dễ dàng hơn? Cái điều đó tôi nghĩ là không có gì phải phải giấu giếm, các anh có thể cho các chuyên người ta biết sơ về vấn đề chắc đó. Chắc anh nói thì chắc cũng là một lý do, nhưng mà còn nhiều lý do nữa, chẳng hạn như là nhiều anh qua sau đó thì họ đã sống ở dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ít năm rồi, thì họ cũng họ những cái kiến thức về y học cũng như là về sinh ngữ họ cũng bớt, cũng bị mất dần đi. Nhưng mà thưa anh, qua sau thì có còn cơ hội để mà để trở thành một bác sĩ tại nước Mỹ không? Có lẽ lúc đó cái chương trình hay là cái không, người ta không mở ra nữa. Nó có cái điểm đầu tiên đó, như anh Trường anh nhận định một chuyện cũng là một phần, mà cái phần chính đã qua sau nó trễ là vì cái tuổi tác nó hơi lớn thì nó theo đuổi một cái gì nó hơi khó khăn. Còn đối với Mỹ thì họ rất là công bằng, họ không có bài vở thì nó cứ như vậy thôi, rồi không có gì khác biệt cả. Dạ. Thưa, cảm ơn hai anh, cũng là hai quân y sĩ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta vừa qua chương trình đã nói về cái cuộc đời của những quân y sĩ mà có lẽ lâu nay chương trình Huyền Đệ Chí Binh chưa có hân hạnh được mời quý vị lên để cho khán giả của Nhân Nam Trang hiểu rõ về người y sĩ như thế nào. Chương trình Huyền Đệ Chí Binh đến đây tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Và xin cảm ơn hai anh Phạm Gia Cộn và Hoàng Xuân Trường. Anh Trường, dạ, xin thật là cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin chào quý vị. Nhanh, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương, bác sĩ Nguyễn Quang Thái và bác sĩ Long Sơn gửi một chi phiếu $1,000, Hội Ái Hiếu Thiết Giáp Nam California $300, ông bà Lê Thị Trâm $400, ông Phạm Đình Khuông $400, Hội Ái Hiếu Sinh viên Sĩ quan khóa 68 Tự Quyết $500, Hội Ái Hiếu Y Khoa Huế Hải Ngoại $8,000, Lê Phước Chuân, cựu thiếu sinh quân $100, Hòa Thượng Thích Viên Lý, chùa Điều Ngự $1,000, ông bà Dono Trần Magic Bank Corporation $500, thầy trò cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt $1,820, và Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng $500. Và tiếp nối là Top Nail and Hair ở Dana Point là 500 Mỹ Kim, cũng như là ông Ngô Dư thuộc Hội Ái Ái Tử Bình Điền Nam California $100, ông Nguyễn Tuấn, ông Nguyễn Thắng khóa 73 F Không Quân $200, một cũng như ông Nguyễn Hoàng Hùng Bảo Châu Phước Lộc Thọ $100, cựu thẩm phán Trần Gia Tá từ San Diego $100, hội cựu học sinh liên trường Blakeview $320, và cựu đại tá Lê Bá Khiếu cũng như là $50, và tân cơ Trần Corona là $300, Huấn Văn Phan cũng như là khóa 372 sĩ quan trừ bị Thủ Đức là $2,220. Thưa quý vị, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các ân nhân. Và bây giờ chúng tôi xin nhường sân khấu cho hai nữ MC Kim Nhung và Thúy Anh trở lại với quý vị. Vâng. Thưa quý vị, trên tay của Kim Nhung cũng như là Thư Anh cũng có một list để chúng tôi sẽ đọc lời tên tất cả các đoàn thể cũng như là cá nhân họ đã hỗ trợ cho chương trình. Và để tiếp lời với lại Kim Nhung, Thư Anh xin được giới thiệu đến với quý vị một số các mạnh thường quân như sau. Ông Nguyễn Đức cùng nhóm Ái Hữu, cựu tù nhân chính trị Bình Điền và thân hữu ủng hộ $500. Vâng, ông bà Phạm XNO, có lẽ là HO Kim Nhung, với số tiền ủng hộ là 200 Mỹ Kim. Và ông bà Trần Văn Toàn,
võ bị khóa 7, võ bị quốc gia thuộc Georgia, Atlanta, ủng hộ 100 đô la. Và nhà thuốc Tây Van số tiền ủng hộ là 500 Mỹ Kim. Thưa anh, cũng có biết là ông bà Nguyễn Văn Thiền thuộc gia đình thương phế binh ở New York, thuộc tiểu bang Pennsylvania, ủng hộ 1.200 đô la. Và gia đình Cao Xuân Tấn, San Diego, ủng hộ 500 Mỹ Kim. Và thưa với quý vị, hôm nay lần đầu tiên đến với đại nhạc hội. Còn nữa. Ở bên đây Kim Nhung còn một cái list hội ái hữu Colorado, hội hải quân 500 Mỹ Kim, cộng đồng Việt Nam và hội cao niên Pacific Arkansas, số tiền ủng hộ là 4.410 Mỹ Kim do ông Đinh Văn Cho gọi vào. Kính mời quý vị một lần nữa chạm khó tay cho tất cả các tất cả mọi người đã ủng hộ cho chương trình. Và thưa anh, cũng mang 100 đô la của ông cậu yêu quý đang ở nhà, ông bà Trần Gia Đức cùng cô em họ là Thư Nguyễn, tổng cộng là 160 đô la từ với quý vị. Dạ vâng, Kim Nhung biết là rất là nhiều thế hệ trẻ, giống như hồi nãy Nam Lộc và Bình Phượng có nhắc, giới trẻ cũng đã nhớ ơn các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bỏ mình và những người đã mất mát một phần thân thể cho chính nghĩa Việt Nam, bảo vệ cho chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay thì một chút xíu trước khi trở lại với chương trình thì Kim Nhung muốn hỏi Thúy Anh, năm nay là năm đầu tiên Thúy Anh đến với chương trình Đại Nhạc Hội cảm ơn anh, thì Thúy Anh có cái cảm nghĩ như thế nào khi thấy tất cả mọi người có mặt ở đây rất là đông đủ ở tại miền Nam California? Thưa với quý vị, trước hết là Thúy Anh thấy các bác, các chú và các anh trong màu áo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Thúy Anh thấy rất là xúc động, dường như là những cái ngày thơ ấu của mình còn bé đã được sống dậy trong ngày hôm nay. Và khi mà mỗi khi mà quý vị cảm thấy ủng hộ một điều gì đó thì một rừng cờ vàng của chúng ta giơ vẫy lên, mình cảm thấy rất là xúc động, phải không thưa quý vị? Xin quý vị vẫy cờ cho chúng ta một lần nữa. Quý vị đứng lên vẫy cờ vàng. Và thưa với quý vị, tinh thần yêu thương các cựu thương phế binh cũng như là cô nhi quả phụ tại Việt Nam của chúng ta luôn ở trong lòng của những người hải ngoại. Và tiếp theo, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm bài ca của nàng. Và thưa quý vị, của hai nhạc sĩ Hoài Linh và Tấn An sẽ được gửi đến quý vị bây giờ qua một giọng hát không bao giờ phai nhạt trong lòng chúng ta. Tiếng hát của ca sĩ Trang Thanh Lan. Cho em tâm sự với quý vị chút là Trang Thanh Lan mới vừa được cái tin mừng mà báo cho quý vị biết, anh Nam Lộc vừa đưa Trang Thanh Lan từ lúc 2:30 cho tới bây giờ các liều đã nhận được 71.285 đồng rồi thưa quý vị. Wow, một số tiền mình không thể ngờ được trong vòng một tiếng đồng hồ hả thưa quý vị. Và bài hát Trang Thanh Lan gửi đến quý vị là một ca khúc bài ca của nàng, xin kính tặng những người đã đang và chưa yêu và nhớ lại những mối tình thời chinh chiến. Chắp tay em nguyện cầu nắng lên quê
đắm say đôi lòng mình. Anh đi đắm say hạnh phúc cho tình đôi mình thêm đẹp mộng ngày xanh. Đêm nay mưa ướt áo trinh nhân, ngày mai mong nắng ấm tin yêu một mùa xuân. Cho em bài thương ca muôn thuở cho mình yêu nhau thêm. Gió mưa trong cuộc đời vẫn yêu nhau hoài, buồn vui cũng thế mà thôi. Nghe chim muông than thở giữa rừng đêm hoang vu, ngoài xa gần. Xin từ từ cảm tạ quý vị, các anh chị và các bạn. Và từ từ Trang Thanh Lan sẽ xuống móc túi từng người yêu thương quý vị. Cảm ơn nữ ca sĩ Trang Thanh Lan. Kính thưa quý vị, không những chị Trang Thanh Lan mà MC Minh Phượng cũng như là Kim Nhung cũng sẽ xuống dưới gặp gỡ từng quý vị để quý vị có thể đóng góp ủng hộ. Và trong tay của Diệu Quyên thì chúng tôi đã nhận được một số tiền của quý vị đóng góp, tên là Nguyễn Trung 500, Mỹ Kim, Tom Nguyễn 500, Andy Lê 200, Nguyễn Huỳnh Ngọc 100, Nhi Ngọc Y Hà 100, ông bà Tôn Thất Lăng 100, Ánh Hồng Restaurant 500, Christopher Phan 100, hãng North Parkman 1.000 Mỹ Kim, Thi Võ 100, Đặng Quốc Toản 100 và Trung tâm Giáo dục Kumon 300 Mỹ Kim. Xin thành thật cảm ơn quý vị mạnh thường quân. Và kính thưa quý vị, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị tiếp một nhạc phẩm được hợp ca bởi các anh trong Hội Ái Hữu Không Quân miền Trung Cali với nhạc phẩm Cảm Ơn Anh, sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tự Thiên và nhạc sĩ Trúc Hồ. Mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Cảm Ơn Anh với Hội Ái Hữu Không Quân miền Trung Nam California. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhóm bạn của Châu Phi và Dũng 180 đô la, gia đình của chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang 500 đô la, Mark Huỳnh 100 đô la, câu lạc bộ Hùng Sử Việt San Diego 200 đô la, và đặc biệt công ty V247 5.000 đô la. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Trại Thanh Phong Thanh Hóa 500 đô la, Dương Ngọc
Lee, Arizona 500 đô la, Lâm Chí Linh 100 đô la và Phi Đoàn 110, 200 đô la. Chúng tôi cũng đồng thời vừa nhận được một chi phiếu của nhảy dù Hoàng Tấn Kỳ, một chi phiếu 200 đô la. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Vũ Mỹ Huyền 100 đô la, Hội Thông Thiên Học 1.000 đô la và Hồ Trung Trực 500 đô la, Hội Á Hiếu Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ 1.000 đô la, Nguyễn Duy Linh 500 đô la. Và xin quý vị cùng chúng tôi hướng lên sân khấu để theo dõi ban hợp ca của Hội Không Quân, Hội Á Hiếu Không Quân miền Trung California. Người về mang thương đau chưa nghe ai nhắc vui tên.
Kính thưa quý vị, ban hợp ca của Hội Ái Hữu Không Quân miền Trung California rất là cảm ơn quý vị. Và nhắc đến những nhân tài mặc áo lính nhưng mà vẫn lúc nào cũng xuất hiện trên sân khấu hay là sáng tác nhạc, chúng tôi có một chiến hữu, ông thuộc lực lượng thám sát tỉnh và trước đây cũng đã từng chúng tôi cũng đã từng phục vụ cùng một địa điểm, đó là Lai Khê ở Việt Nam ngày trước. Thưa quý vị, đó là ca nhạc sĩ Việt Thắng, ông thuộc lực lượng PRU, tức là Provincial Unit. Đặc biệt ngày hôm nay ông đã sáng tác, ông có một cái đĩa nhạc và ông đi bán ở đây ngày hôm nay. Và ông đã bán được tổng số tiền là $523 cho cái đĩa CD có tên là Hát cho người thương binh. Và đặc biệt, ngoài số tiền 523 thu được, ông còn tặng thêm $600 nữa. Và nhạc, nói tóm lại, ca nhạc sĩ Việt Thắng đóng góp là $1,123. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và thật là nhanh, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn Chả Lụa Ngọc Hương ở Virginia đã gửi chi phiếu $1,000 đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Nhà hàng Diamond Seafood Palace $500, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Trại Thanh Phong Thanh Hóa $500. Và bây giờ chúng tôi xin nhường sân khấu lại cho cô Diệu Quyên để giới thiệu tiết mục kế tiếp, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, Diệu Quyên sau đây sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà quý vị sẽ rất là yêu thích. Và ngày hôm qua thì ở trước mộ anh Việt Dũng, một người chị em gọi là không có cùng cha, không cùng mẹ nhưng mà là cùng tên. Thưa quý vị, cô đến từ Houston, Texas. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón người em họ của Diệu Quyên là dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Vâng, thưa quý vị, Diệu Thảo tới từ Houston, Texas và mang một số tiền mà quý vị tại Houston tặng cho chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh ngày hôm nay. Chị chào em. Diệu Thảo rất là hân hạnh và có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Diệu Thảo cảm ơn chị Diệu Quyên và cô Hạnh Nhân và tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN đã ủng hộ cho chương trình Thương Phế Binh và nhớ đến những các bác, các chú quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta còn kẹt lại quê nhà. Diệu Thảo đến từ Houston, Diệu Thảo được lời nhắn của 16 hội đoàn của thành phố Houston, Tổng hội cựu chiến sĩ là chú Hồ Sắc gửi lời đến chúc mừng tới Đại Nhạc Hội lần thứ 8 và lời gửi cảm ơn và khen ngợi cô Hạnh Nhân và chị Diệu Quyên và cũng như nhạc sĩ Trúc Hồ và cũng như Trung tâm Asia và đài truyền hình SBTN đã tổ chức và liên tục tổ chức những gây quỹ cho Thương Phế Binh Việt Nam. Và số tiền Diệu Thảo quyên được cũng là từ người trong gia đình là ông Đại tá Lưu Quang Nghĩa đã quyên được trong những người bạn bè thân hữu của cố Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, cũng phụ Diệu Thảo quyên một tay và lời nhắn của các tướng lãnh tại thành phố Houston và cũng như là Đại tá Lưu Quang Nghĩa rằng cố Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam trên trời đang mỉm cười và rất là hân hạnh và rất là vui khi biết rằng con cháu của cố Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam vẫn nhớ và tiếp tục tham gia chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh và cũng như nhớ đến người thương binh Việt Nam. Và sau cùng, Diệu Thảo có lời nhắn từ bà, một người mà Diệu Thảo rất là, Diệu Thảo nghĩ rằng là tất cả những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta đều kính phục bà. Đó là bà quả phụ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bà quả phụ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có lời khen ngợi cô Hạnh Nhân và cũng như khen ngợi chị Quyên và cũng như anh Trúc Hồ và các anh chị em và các tất cả những người thiện nguyện viên đã có mặt hôm nay để đứng ra tổ chức chương trình Thương Phế Binh. Và bà cũng có lời gửi đến quý vị khán thính giả ngày hôm nay cho bà một lời xin lỗi chân thành. Tại năm nay bà hơn 80 tuổi và bà bị bệnh hai chân bà sưng và không đến được với chúng ta trong thể xác, nhưng bà ở với chúng ta ngày hôm nay trong trái tim của bà. Và bà đang coi chương trình SBTN hôm nay cùng với chúng ta ở tại nhà. Và bà cũng là, bà có lời nhắn đến với tất cả Thương Phế Binh và cũng như quả phụ tại Việt Nam rằng
từ ngày năm 75 tới giờ, hàng tuần, hàng ngày, bà đều đi nhà thờ cầu nguyện, xin Chúa ban phước lành cho các chú, các bác, quân lực Việt Nam, Cộng hòa còn kẹt lại quê nhà và cũng như những khỏa phụ thương phê binh ở quê nhà. Và đặc biệt trong tuần này, bà đi nhà thờ cầu nguyện cho ngày hôm nay chương trình của chúng ta được thành công. Và bà cảm ơn hết tất cả những người đã đóng góp và nhớ đến những thương phê binh tại Việt Nam ở quê nhà. Đó là lời nhắn nhủ của bà đến tất cả chúng ta. Vâng, rất là cảm ơn Dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Vâng, và xin Diệu Quyên gửi lời cảm ơn và công bố chi dạ. phiếu mà cô Diệu Thảo đã mang gửi cho chúng ban tổ chức ngày hôm nay. Dạ vâng, dù con thưa Tata, con phải gọi Tata Thiệu. Những thời gian vừa qua thì con biết là Tata thường theo dõi đài và cho tụi con rất là nhiều ý kiến rất hay, và những lời khuyên nhủ của Tata thì con và Trúc Hồ cũng sẽ ghi nhớ. Ngày hôm nay thì con cảm ơn Tata. Tata không tới được nhưng mà Tata đã gửi những lời nhắn làm cho chúng con rất là xúc động. Và Dự Thảo, em từ Houston mang qua một số tiền rất là lớn, đó là bao nhiêu vậy thưa em? Cái số tiền của em rất là khiêm nhường, tại em không chỉ em chỉ làm cho những người trong gia đình mà những người quan hệ với chúng em. Thứ nhất là em cảm ơn bà quả phụ cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng có đóng góp vào chương trình ngày hôm nay. Thiếu tướng Văn Thành Cao, đại tá Từ Nguyên Quang, đại tá Lưu Quang Nghĩa, đại tá Võ Văn Ân, đại trung tá Nguyễn Văn Phán, trung tá Phan Tứ Hải, thiếu tá Nguyễn Văn Triết. Và cơ sở thương mại là nhà hàng Kim Sơn 500 đồng, Tất Tự Diệu Dentistry 200 đồng, chị Nguyễn Kho Mỹ Kha, ông Bùi Lan, James Trần, chị Kim Quanh và Vĩnh Lộc, Dr. Đường Bình Giao, Hải Phạm, Võ Tiến Đạt, ông bà Phạm Văn Nhân và Hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia Houston đã cũng quyên góp cùng chung với lại Diệu Thảo, là tổng cộng số tiền của Hội Cảnh sát Quốc gia Houston quyên góp là 1.620 đồng. Bác sĩ thiếu tá và nhà sĩ Thiếu Trương, thiếu tá Michael Đỗ là hậu duệ của các bác đã quyên góp 500 đồng. Các tổng hội cựu chiến sĩ và quân lực Việt Nam Cộng hòa tại thành phố Houston 500 đồng. Và bác sĩ Lưu và Trang Nguyễn, Dr. Tô, cha Trần Ngọc Hùng 200 đồng và anh Thụy Nguyễn cũng như là chị Ngọc Tân, và tổng cộng số tiền của Thảo có tiền cash là 680 đồng, tiền check là 6.320 đồng và tổng cộng là 7.000 đồng, kính thưa quý vị. Một lần nữa cảm ơn cô Diệu Thảo rất là nhiều. Và có lẽ là không có gì ý nghĩa hơn là gửi đến cảm ơn tất cả quý vị nói chung, và đặc biệt là quý vị từ Houston, Texas mà cô Diệu Thảo đã vừa nêu tên. Nhạc phẩm rất ý nghĩa sau đây của sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc phẩm Triệu Con Tin qua phần trình bày của nam ca sĩ Đan Nguyên. Đồng Quyền xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị có mặt trong hôm nay. Và sau đây là một nhạc phẩm rất là hay mà tất cả quý vị đang mong đợi, bài hát của nhạc sĩ Trúc Hồ. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Triệu Con Tim. Phương xa nhìn về quê hương, đất nước tôi sau bốn ngàn năm, ai nam quan nay không còn, hoàng trường xa nay không còn, mẹ Việt Nam
trong chốn lao tù. Mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đâu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Hai năm qua Hoàng Trường Sa, một ngàn năm giặc phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống lá khờ. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước ta sao lắm nhiều nhường, người yêu nước trong chốn lao tù. Chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá khờ, hay là ngọn gió đổi thay. Trường Sa một ngàn năm giặc phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống lá khờ. Chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá khờ. Thank you, quý vị. Đang nguyên. Nhạc phẩm Chiều con tim với tiếng hát Đang Nguyên. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm này chúng tôi yêu cầu quý vị chúng ta, mỗi người hãy làm một ngọn gió để đổi thay đất nước Việt Nam đang trong tay Cộng sản. Và thưa quý vị, với nhạc phẩm này thì nam ca sĩ Đan Nguyên cũng sẽ tới từng quý vị để quý vị mỗi người ủng hộ một đồng thôi, làm sao lên tới 1 triệu đồng. Được. Đúng như vậy, đồng ý với lại Diệu Quyên và cá nhân Minh Phượng cũng như là các anh chị em nghệ sĩ đã lần lượt và đang lần lượt để đến với quý vị, để mong là nhìn thấy quý vị, tay của quý vị đừng để ngồi không, đừng để yên lặng trên đùi quý vị, mà quý vị tự động
móc vô bóp thưa quý vị, mỗi người một đồng thôi. Và ngoài ra số điện thoại để các quý vị đang theo dõi trên màn ảnh truyền hình của SBTN và SET. Và thưa quý vị, Diệu Quyên cũng đã nhận được cá nhân của nha sĩ Cao Minh Hưng từ Brighter Smile Dental tặng 200 Mỹ Kim và Magic Bank Corporation 500 Mỹ Kim. Xin cảm ơn. Và các nghệ sĩ đang từ từ tiến đến với quý vị đừng có lo. Và hồi nãy chúng tôi có đọc vào một số các quý vị hơi lầm lẫn, Minh Phượng cũng như anh Nam Lộc và các nghệ sĩ xin chân thành cáo lỗi. Nay thì chúng tôi xin xứng danh lại là ông bà Tôn Thất Sướng tại Virginia 200 đồng, Hội đồng Hương Phú Quốc tại San Jose 500 đồng, hai chị em phố và phê ở Florida 500 đồng, cũng như là hội cựu quân nhân cán chính tại Moran City ủng hộ là 2.145 đồng thưa quý vị. Và hồi nãy anh Nam Lộc có thưa với quý vị là hãng Thanh Ly Yến kêu gọi quý vị ủng hộ và chỉ có anh Nam Lộc tới thì mới được mà thôi, bằng cách là xin quý vị nhớ ủng hộ và gọi cho anh Nam Lộc cũng như là tặng cho Thương Phế Bình Thanh Ly Yến là 1.000 đồng với điều kiện anh Nam Lộc đến tận nơi, phải không thưa quý vị? Và bây giờ thì anh Nam Lộc đang từ từ tiến tới quý vị đó. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà nhắc tới những người lính thì những người lính thường thì khi đi lính thì áo phải xích chỉ hoặc là áo sờn vai, và những em hậu phương phải là những người mà kết khâu lại cho các anh. Nhạc phẩm kế tiếp sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Mai, Áo Anh Xích Chỉ Đường Tà. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây với ca sĩ Như Mai. Trước hết Như Mai xin được gửi lời kính chào đến tất cả quý vị và xin được kính chúc quý vị được mọi sự như ý và sức khỏe dồi dào. Nhưng mà rất vui hôm nay được góp tiếng hát trong chương trình gây quỹ cho thương phế binh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và một bài hát cũng rất là xưa, diễn tả được những mối tình của những người thiếu nữ và những anh chiến sĩ. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ mình xui. Đó là ý nghĩa của nhạc phẩm Anh Xích Chỉ Đường Tà. Xin mời quý vị. Nàng có ba người anh đi quân đội lâu xưa, nàng có đôi người em, có em chưa biết nói, tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh. Về ái ngại
lấy trong chiến binh mấy người trở lại, mà lỡ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Ôi ôi, ôi ôi. Tôi về không gặp nàng mà ngồi bên bộ chiếc tình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hoa áo anh em hiền, nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xanh. Giờ phút lìa đời chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người. Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi, có đôi người em, những em thơ sẽ lớn. Tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Bắc, ba người anh chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim tím cả chiều hoang điền biển. Rồi mùa thu trên những dòng sông, những dòng sông, những dòng sông, và tiếng quân ca có lời nào ru hời hời. Chiều hành quân trên những đồi sim, xin cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Mai, cảm ơn Như Mai rất nhiều. Cho phép chúng tôi thật là nhanh để gửi lời cảm ơn đến Dr. Stacy là Stacy Lâm, thưa quý vị. Dr. Stacy Lâm là con gái của ông Lâm Văn C, cựu sinh viên sĩ quan khóa 19 võ bị quốc gia Đà Lạt, đã vừa gửi chúng tôi một chi phiếu là 2.000 đô la đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, và tiếp theo chúng tôi cũng xin được cảm ơn gia đình Nguyễn Trần Family từ Seattle đã gọi vào đóng góp 500 đô la
Ly Lê là con của cố đại úy Nguyễn Văn Thương cũng gọi điện thoại vào đóng góp là 300 đô la. Và ông bà Hồ Đắc Cam cũng qua điện thoại miễn phí của chúng tôi đóng góp 1.000 đô la. Và sau cùng chúng tôi cũng xin được đọc thật là nhanh. Cảm ơn danh sách ông bà Anh Minh 200 đô la, cộng đồng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Los Angeles 370 đô la, An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên 200 đô la, Ban Liên lạc Giới Trẻ Garden Grove 220 đô la, Tuấn Hiếu Phạm 500 đô la, Hội Xe Jeep Lính Lương Hiệp Khanh 500 đô la và ông Chu Tất Tiến gửi 100 đô la. Diệu Quyên. Vâng, và thưa quý vị, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thì khi mà các anh đi hành quân thì thường thường có vợ hoặc là con ở nhà viết những lời thơ gửi cho những người anh lính chiến và khuyên rằng các anh hãy đừng bao giờ quên nước, quên nòi và không bao giờ chúng ta có thể không quên những hình ảnh mà người em viết những lá thơ cho những người anh nơi tiền tuyến. Trong nhạc phẩm kế tiếp, thưa anh Nam Lộc, vâng, một nhạc phẩm thật hay, Bức Tâm Thơ, được đặc biệt trình diễn, em biết là ai rồi? Không, người này tôi muốn nói thêm một chút. Vâng, thưa quý vị, đây là hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng. Như chúng tôi cũng đã nói trước với quý vị, cô là cũng là con của một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng, và đặc biệt không chỉ cô là con mà còn là chị của một người mà chúng tôi sẽ được tới để tham dự vinh danh anh lên chuẩn tướng. Thưa quý vị, chuẩn tướng Lương Xuân Việt mà sắp tới đây vào ngày thứ tư thì Diệu Quyên sẽ cùng với Trúc Hồ và cô Thi Vân của trung tâm Asia sẽ và có mặt. Và ông Phạm Đức Cường. Chắc chắn là sẽ có anh chị Phạm Đức Cường nữa. Tiếc là không có Nam Lộc mà thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, nhân đây thì tôi phải sẽ nói luôn là tại vì tôi sẽ bay qua bên Đức, ở bên đó sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm con tàu nhân đạo Cap Enemur. Và tất cả những người Đức đã đưa tay cứu vớt hơn 11.000 đồng bào tị nạn chúng ta trên Biển Đông sẽ có mặt tại hải cảng Hamburg. Và tôi đã được hân hạnh để điều khiển chương trình ngày hôm đó. Cho nên tôi xin cáo lỗi chuẩn tướng Lương Xuân Việt và cáo lỗi quý vị. Và thưa quý vị, nhạc phẩm thật hay, Bức Tâm Thư sẽ được gửi đến quý vị do người chị của chuẩn tướng Lương Xuân Việt, cô Lương Minh Hạnh. Một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Minh Hạnh, kính thưa quý vị. Tay xuống tổng quân
đã chín lên đầy tơ. Nhớ trời cao tuyết đã lên mùa, chờ ngày dễ sao má chung tình. Em đem tới đồn mà tặng anh, ngày trời chọn năm chọn tháng. Cảm ơn tất cả quý vị. Lần nữa rất là cảm ơn Minh Hạnh và tất cả quý vị phụ diễn. Vâng.